Dạ Thái mến chào quý bà cô bác đang xem trên kênh Sức Sống Mới nha. Thì ngày hôm nay là Thái trở lại với gia đình của em Thái Thị Ngọc Linh để cập nhật cho quý bà cô bác về tình hình nhà của em Linh như thế nào. Thì khi mà vừa tới đây thì Thái gặp được cái nhóm của Thái, thì gặp được cái nhóm của anh Minh Tăng đó, rất là vui luôn. Đó, đây là anh Hồ Tiến nha mọi người. Chào Sức Sống Mới nha. Đó. Hôm nay là nhóm của tụi em là tình cờ gặp được nhóm anh Minh Tăng ở đây luôn. Thì nhớ mà mình tăng tới trước. Vui quá cả nhà ơi. Đó thì đăng lên chịu view ạ. Thì chút xíu nữa thì em sẽ vào bên trong cập nhật cho quý bà cô bác nha. Đó hiện nay thì nhóm hai nhóm gặp nhau rất là vui luôn. Đó. Hồi nào giờ quý bà cô bác có thấy được anh Minh Tăng chưa? Đó, đây là anh Minh Tăng đây, quý bà cô bác. Đó, hôm nay là em quay em quay anh Minh Tăng cho quý bà cô bác mình xem nha. Còn còn đây là Quang Phạm Cần Thơ. Đó, còn đây là Phan Nghiệp Vlog. Đó. Hai nhóm gặp nhau rất là vui luôn quý bà cô bác. Quay quay cận cận cái mặt để thấy. Trời ơi, giận. Đó, rất là vui nha quý bà cô bác. Đó thì hiện nay thì hai nhóm đến đây thì cũng được người nhà đãi cho. Bữa nay đãi ăn gì anh Quang? Mà chè chuối. Ôi ôi. Chú làm dừa. Xuất sắc luôn nha, quá xuất sắc luôn. Trời mưa rồi. Hình như là trời cũng sắp mưa đó quý bà cô bác. Đó thì hôm nay là Thái trở lại với gia đình của em Thái Hiền Ngọc Linh. Thì cái ngôi nhà thì vẫn như ngày đầu tiên mà Thái đến quay cập nhật cho quý bà cô bác á. Thì hiện nay thì Thái thấy là cái ngôi mộ của em Linh thì cũng đã hoàn thành rồi nè quý bà cô bác. Nhưng mà một điều đặc biệt là Thái thấy là hình như là nó ngược cái gì quý bà cô bác ơi. Rồi bên đây thì cái phần ở để cái bia thì nó nằm ở bên ngoài. Còn cái này thì nó nằm ở bên trong. Ừ, không biết là như thế nào thì chút xíu thì Thái sẽ hỏi mẹ của em Linh như thế nào nha quý ông bà cô bác. Thì hình như là cơ bản là cái mộ của em thì cơ bản cũng đã hoàn thành rồi đó. Rồi vui quá quý bà cô bác ơi, hiện nay là hai nhóm của em, nhóm Hùng Mạnh gặp gỡ nhóm Minh Tăng, mấy anh em rất là vui luôn. Đó thì chút xíu thì Thái sẽ hỏi thăm cô vì về cái ngôi mộ để cho gửi đến quý bà cô bác xem nha nha. Đó. Dạ nhóm của ảnh về đó cô. Người mẫu hàng A, Phan Nghiệp Vlog. Ngày xưa là người mẫu đó. Hiệu cũng như là đây là ông chồng tôi là ổng 63 tuổi, hiện giờ 63 tuổi. Ổng đã mất 20 tháng rồi. Là ổng mất ngày rằm tháng 12, tức như ngày 15 tháng 12 âm lịch năm 2020. Đến nay là được 20 tháng hơn mấy ngày. Dạ. Hơn 5 ngày. Thì là... con thắc mắc là tại sao cái mộ con thấy nó xây lại hai đầu á cô Tư? Có nghĩa là khi chết thì chôn đây là cái đầu, phía đằng kia là cái chân. Dạ dạ. Mà cái này là thằng con của cô ở nhà đây thì nó làm thợ nó xây, nhưng mà hồi nào giờ nó không có rành. Là mới làm cái mộ này là lần đầu tiên của nó xây cho ba nó luôn. À, là ảnh tự xây luôn ha. Tự xây luôn, là cũng có anh em nó tiếp nhưng mà nó đứng ra nó xây. Thì nó cũng không rành lắm cho nên nó làm cái bộ bia. Thì thường thường ở đây thì làm bộ bia thì làm ở dưới chân. Nhưng mà cái dạ, này là rồi. Làm ở trên đầu thì tại vì nó hơi nghịch. Thường thường mình cúng cơm thì người ta sẽ ngồi lên người ta ăn. Đúng rồi. Đó. Cái này là nó hơi nghịch. Cho nên là cái này là bia này là ở phía trên đầu rồi. Dạ. Đó. Rồi chắc có thể là đợt ngày thanh minh nào đó thì sẽ sửa lại nó ha. Sẽ quay cái này lại phía đằng sau. Dạ dạ. Đó. Rồi để mình sửa cho nó trùng với bên cho nó đúng á. Đúng rồi, cho nó đúng. Rồi cho nên bây giờ là hiểu được cái này là nó đã chật. Thì bây giờ nó xây cái mộ kia cho em nó là đúng là đây cái đầu ở bên đây. Đầu bên đây là cái kia là cái bia. Cái đầu ngay đây. Rồi ở phía này là cái chân. Dạ. À, cái bia này là để ở dưới chân.
Đây là cái bia này để dưới chân. Rồi cái này cái bia ra ngoài hả ta? Cái bia ra này, ngoài thì có thể là mình cúng đồ mình để cho trái cây rồi kia mưa đây, nó dột xuống không? Ý nó làm gì nè, đằng sau này để được dĩa trái cây này với mà bông đồ gì đó đang cúng đó. Thì đây là chưa có dán tấm hình, cũng nó chưa chỗ đang dán tấm hình ngay đây. Dạ. Nhưng mà cái tấm hình này thì đang đi làm mà cũng như người ta làm mà người ta phải gửi lên thành phố đang hấp cái gì đó, là ông thợ đó thì ở huyện Thoại Sơn, nhưng mà cái tấm hình này phải gửi lên thành phố, bởi vì hồi đó ba nó là làm cũng vậy đó. Dạ. Là gửi thành phố hấp cái gì đó là lâu lắm, là khoảng bao nhiêu ngày đó mới lấy gì được, chắc cũng khoảng 10 ngày hay gì ha, là đem về mới dán vô ngay đây. Cái này thì bia cũng của ông này, mà người hình này thì phải gửi lên thành phố làm gì đó mới được. Có nghĩa là in cái hình mà dính vô đá đó, là ở đây ổng không có làm được, là ổng phải gửi cái tấm hình, mình đưa ông một tấm hình là gửi lên trên kia, là ở trên kia người ta làm bằng được cái đó, còn ổng ở đây ổng làm không được, là có nghĩa hình mà in vô đá luôn đó là ở trên kia làm mới được, trên thành phố. Rồi cho nên là cái chừa cái này phần này đang nữa dán cái tấm hình vô đây. Tên Thái Thị Ngọc Linh, sinh ngày sinh năm 1997, năm Đinh Sửu, từ trần lúc 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2020, tất nhiên là ngày dương, nhằm ngày âm thì ngày 11 tháng 8 âm lịch, năm Nhâm Dần, hưởng dương 26 tuổi. Dạ. Thì cái ngày 6 tháng 9 này là cũng là một cái ngày của ngày kỷ niệm luôn. Dạ, kỷ niệm của 33 nạn nhân. Dạ, đúng rồi. Đã mất trong cái vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Dạ. Bởi vì cái lúc mà hồi nãy con bước vào con thấy ở hai cái mộ mà sao mà nó nghịch với nhau thì con cũng không biết cái nguyên nhân như thế nào, nên con hỏi cô cho quý bà cô bác mình nghe vậy đó. Thì tính ra là cái mộ của em Linh là làm đúng, còn cái mộ của bác trai thì sai. Cái kia sai trước rồi. Giống bây như giờ thì nữa mình tới Thanh Minh rồi đó, cái mình sửa lại có gì đâu. Cái kia thì nó làm sai, cho nên bây giờ mình phải làm đúng, đang mình sửa cái kia lại. Dạ. Cho nên là làm dưới chân. Khi cái người chết thì ngầu dị thì về Tây Phương. Chôn gì là cái chân này là phía mặt trời lặn. Dạ. Cái đầu thì mặt trời mọc. Dạ. Nghĩa là ngồi vậy là về Tây Phương. Vậy là đúng rồi đó ha. Là cái mộ này là làm phía dưới chân, là ngồi khi mà người chết ngồi vậy thì về Tây Phương luôn, nhưng mà cúng cái gì đó thì ngồi vậy ăn luôn đó. Còn nếu cúng trên đầu thì hơi khó gây chở một chút. Ở đây là tính như vậy, nói thì nói vậy chứ còn cái phong tục thì hồi đó về vậy. Ở đây thì nó ngay cũng ít có một số người nào mà chôn cái đầu quay về hướng mặt trời mọc lắm, thì cũng đa số là xây về mặt trời lặn. Yeah. Nhưng mà cái bia thì cũng để dưới chân, tất nhiên là để phía mặt trời mọc. Yeah. Mà đây là cũng như cái ý của cô, là cô cũng thích là những người chết để về Tây Phương. Đó. Nếu mà mình đi ngược lại thì mình không có về được Tây Phương, là ý là đó là cái tội nguyện của cô. Dạ. Là cô sẽ quay về hướng mặt trời lặn, ngó mặt gì nè, đằng bật còn vậy là về Tây Phương. Tất nhiên là mình theo con đường Phật đó, thì mới quay là cái chân về hướng mặt trời lặn, tất nhiên ngầu vậy là về Tây Phương. Rồi là cái mộ này thì cái kia của ba đó thì nó làm đã sai rồi, thì bây giờ cũng nhiều người nói là đó là sai, thì cho nên bây giờ mình làm lại như thế này là đúng. Dạ. Rồi sau này là sửa của ba nó lại là cũng trở về cái bia về dưới chân đó. Rồi ba nó thì ông chết được 20 năm trước, cùng 20 tháng, mới có 20 tháng à, 20 tháng vậy là 12, 12, 24 thì chưa được 2 năm. Đúng rồi, là bữa nay dư có 5 ngày đó, tất nhiên là ngày chôn con nhỏ này là ba nó đúng 20 tháng. Dạ. Bởi vì ba nó là mất ngày rằm mà chôn thì ngày 16, tất nhiên là ông ở trong nhà được 1 đêm, còn bây giờ con nhỏ này là ở nhà được hình như 3 đêm ạ, đêm 12, cô tính ngày âm đi, ngày âm ha, là nó chết ngày 11 nhưng dước xác nó về ngày 12, thì ở nhà đêm 12, 13, 14, 15 là được ở nhà được 3 đêm, sáng ngày sáng 15 là chôn, ở nhà 3 đêm, được 3 đêm. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Mà nó mới lên chở nó vô là được có 3 tiếng đồng hồ thôi. Vô quán á hả? Nó có nghĩa là nó về quê này hổng gài nó chơi này, mà nó dần dừ nó không muốn đi. Rồi bắt đầu khi mà nó đi lên đó, thì nó vô trong công ty đó. Nó lên tới Bình Dương là vô tới chỗ nó là lúc 8 giờ sáng. Thì tới 11 giờ rưỡi trưa nó có điện về cho con nó một cuốc. Rồi lây quay cái tới 7 giờ tối thì nó điện về con nó một cuốc nữa.
rồi lại tới 8-9 giờ gì đó là khoảng đó là cháy công ty. Là tất nhiên nó lên 8 giờ sáng thì 5 giờ chiều nó mới vô công ty, thì 8 giờ tối thì tất nhiên nó vô được mới có 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Ừ. Thì nếu cháy 8 giờ thì nó vô được 3 tiếng, còn nếu 9 giờ thì vô được 4 tiếng, thì có nhiều gì thôi. Còn trước đó mấy ngày thì tất nhiên là nó về quê là ngay chân ngày, mình tính là tháng đủ này, là nó về ngày 30 đó, là tháng thiếu là nhằm ngày mùng 1 đó, là từ Bình Dương nó về đây. Rồi nó dần dừ, nó không muốn đi là nó quay lên là ngay chân ngày ngày 6 Tây đó, là tất nhiên là ngày mấy cô cũng không nhớ, là 6 Tây đó. Là tới khoảng đó là mình nhớ là ngày Tây rồi, là ngay chân 6 Tây là ngày chết luôn đó, ngày cháy đó. Là về đây thì ngày âm là ngày tháng thiếu đó, là tính ngày mùng 1 đó. Là tới ngày nó chết là ngày 11. Nó về đây là ngày mùng 1. Đến ngày 11 nó chết, tính như 10 ngày. 10 ngày, chỉ là vòng 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 ở đây 10 ngày rồi. Yeah. Cái đêm chết là đêm 11. Đúng rồi. Là 10 ngày, nó về nhà ở được 10 ngày. Thì vừa qua thì mẹ của em Linh cũng đã chia sẻ về hai cái ngôi mộ nó trái chiều với nhau á, thì để cho quý ông bà cô bác hiểu hơn. Thì Thái cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác nãy giờ cũng đã theo dõi cái video này. Thì Thái cũng xin chúc tất cả quý ông bà cô bác có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thì bây giờ thì Thái xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý ông bà cô bác ở những cái clip tiếp theo ạ. Bye bye tất cả mọi người.